Ngày 13 tháng 11, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết vừa tiếp nhận một bé gái 37 tháng tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh bị sốt mò. Bệnh nhi nhập viện vì thiếu máu nặng, gan to 4cm dưới hạ sườn phải và lách to độ 4. Các xét nghiệm tại cấp cứu cho thấy nhiễm khuẩn nặng, tổn thương phổi và tràn dịch màng phổi phải. Bệnh nhi sốt cao kéo dài, tổn thương gan và thận nặng, tiểu cầu giảm, tổn thương phổi với hội chứng nguy kịch hô hấp cấp do viêm lan tỏa hai phổi, tủy đồ có hình ảnh thực bào máu. Sau 2 ngày dùng kháng sinh, bé vẫn sốt cao kéo dài liên tục, qua thăm khám kỹ ghi nhận sang thương da ở ngực, phù hợp với sốt mò. Hiện sau 3 ngày điều trị, bé hết sốt, các chỉ số chức năng cơ quan cải thiện dần, được rút nội khí quản và xuất viện sau 10 ngày điều trị. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phùng Nguyễn Thế Nguyên, trưởng khoa hồi sức nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, đây là ca bệnh sốt mò đầu tiên tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và là ca đầu tiên ở trẻ em được chẩn đoán ở miền Nam. Diễn tiến rất nặng và nguy kịch với các biến chứng có thể tử vong như rối loạn tri giác, viêm phổi suy hô hấp, tán huyết và đông máu nội mạch lan tỏa, cũng như là hội chứng thực bào máu rất hiếm gặp trong bệnh sốt mò. Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phùng Nguyễn Thế Nguyên khuyến cáo, nếu bị các nốt đốt lạ và sốt cao, không rõ nguyên nhân, cần kiểm tra kỹ tất cả bề mặt da trên cơ thể, tìm các vết đốt, sau đó cần đưa đến các cơ sở y tế sớm để được các bác sĩ khám bệnh, chẩn đoán và điều trị kịp thời.